Đây nè các bạn thấy không, nó đương từ rất là nhiều loại cây nè. Đây có cây bạch đằng nè, tre Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã tiếp tục đến với kênh Chó Đồng. Hôm nay thì Lộc giờ này cũng chiều các bạn. Đâu đó tầm 4 giờ chiều rồi mà Lộc vẫn còn ở trong cái khu rừng này. Thì hôm nay Lộc mình đi vô rừng, mình đi vô đây thì chỉ để kiếm ổ chim săn mồi các bạn. Mà giờ này rất là trời bắt đầu sập tối, trời sập tối nha, nhưng mà mình cũng đang cố gắng để tìm một số ổ chim săn mồi quay cho mọi người xem, cũng như là kiếm những loại chim mà mấy bạn thường thường hay comment dưới kêu Lộc là làm quay về con chim đó. Thì mình đang từ trưa giờ là mình đang cố gắng mình đi tìm, nhưng mà hơi bị khó gặp các bạn. Thì hôm nay là Lộc sẽ đi qua cái khu này khu mới nữa, để xem ở đây coi có cái tổ chim săn mồi nào mà quý hiếm không, để mình quay về chia sẻ cùng mọi người. Ở đây thì có rất có nhiều đây, để bây giờ mình đi lai rai bản này mình nói chuyện bạn sao nhé. Đi qua đó, ở đây thì là cái khu vườn tràm bạn, ở đây tràm không à, đây nè tràm với bạch đằng. Wow, đây có cái áo bỏ quai bỏ lại à. Đi các mép đây thì nó có mấy cái vũng nước này, mấy vũng nước này giờ cá lắm bạn. Thì hổm khi mà nước lên rồi á thì nó rút xuống cái vũng này, thì lúc nãy là mình có bắt rồi, mình bỏ bọc rồi mình đem về ăn rồi, chứ mình không có quay, mình đâu có định đi bắt cá quay mọi người xem. Ở đây à, bây giờ mình đi xích bên kia đó, cái mình quay tiếp nha, qua bên dụng bệnh rồi mình đi qua bên cái khu cây lùm lùm cao cao đó, bên đó có mấy cái tổ chim rất to, mình không biết cái chim gì, có phải chim ngồi không, qua bển để xem như thế nào nhé. Đây cái dũng này nè, cái dũng này cá dữ lắm này bạn đó, các bạn thấy không, này cái dũng tự nhiên không phải là người ta nuôi đâu nha bạn, cá ngớp nheo chứ, nó ăn ba cái bông tràm bạn, bông tràm rớt xuống, bông tràm ở đây nó cái mùi bông tràm giống như mùi ong các bạn, ngào ngạt luôn. Mình cứ lúc này mình mới đi vô mình cứ tưởng là ở đây là có ổ ong, mình kiếm nãy giờ mình kiếm hoài không gặp các bạn. Này cá quá trời cá, để mình nhảy như đây mò thử ấy. đi qua đây đi xuống. Wow, ở đây mà có cái đồ đặt cá, chặt đặt xuống cá cho lắm mấy bạn nè, các bạn thấy không, cá ngấp nhau chưa, chắc là cá gô nhiều, cá rô chứ cái. Wow, cái hàng hai con gì ta, hai con gì vậy? Để mình đặt cái máy mình móc thử nha, móc thử kia con gì giống con cua biển quá, mà biết phải không, phải cua biển không mình không biết. Có tiếng động lạ để mình đi qua đây, đi qua. Có cái tiếng giống như con chim con quạ, quạ có tiếng như quạ, các bạn có nghe không? Kìa có tiếng như con quạ. Đây. Đó, sau lưng phía này. Cái con tiếng giống như tiếng con quạ. Vào đây nè, đây nè, đây. Cái tiếng giống rất là giống tiếng con quạ. Các rất là giống tiếng quạ mà không biết phải không? Mình nghe không được lớn gì mấy, hơi bị xa. Đi lẹ để nó trốn. Ở đây có tổ con gì nữa nè, có tổ con gì nè, nhưng mà thôi giờ đi ship qua đây, đi qua con này khỏe, con gì ở đây mà kêu giống quả quá. Bên đây quá gầy quá gầy. Ui nó bay rồi. Rồi nó bay lúc kia luôn rồi, con gì đang lùi vậy. Trong đây bay ra nè, cho nó bay cả trên cây này à. Wow, trên nó có cái tổ to lắm bạn, nói các bạn không, để mình zoom lên khúc cho bạn xem. Đây này nè, nằm mấy ngọn luôn. Bây giờ cái tay mình nó dơ quá,
chạy theo nó nãy giờ chưa có rửa được, bây giờ đi chứ. Rửa cái tay cái lên. Lên leo lên xem cái tổ gì chứ. Để trên đó nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu leo lên cây, mình leo lên cây xem coi cái tổ này là tổ con gì ha. Thế bây giờ là sẽ cố gắng leo lên để quay cho mọi người xem nhé, khối tổ này tổ gì nhé. Gung quá, gung thầy gung quá. Ô rất lạ. Ôi cái tổ ngộ vậy. Ôi cái tổ bạn, mấy bạn lạ không bạn, cái tổ chứ đâu. Đây là đại bàng hay chim mưng hay đại bàng ta. Dạ nó không có chỗ ngồi, bà nó móc đít hoài vậy. Cái tổ này được làm từ rất là nhiều cái móc các bạn. Đây nè, rất là nhiều cái móc áo. Đó. Các bạn thấy không? Còn cái chỗ này. Để đi gần chút đi. Chỗ này chắc cái chỗ nó nằm khuyết xuống nè. Nè nè, ở đây. Mình không có dám đụng vô trong, mình đụng vô trong cái sợ nó bỏ tổ, nó không có về nữa. Thì cái tổ này theo mọi người, cái tổ này tổ gì đây mọi người? Mọi người thấy không? Đây là cái tổ mà mình chưa có biết là cái tổ này là chỗ gì nha bạn. Nè. Các bạn cặn ở trong các bạn xem nè. Trong cái tổ này có khá là nhiều thứ các bạn. Ở đây tàu ghe quá nên nghe không được rõ. Mọi người thông cảm nha. Cái tổ này tổ gì? Ai có ai biết không? Đây nè. Đây nè. Rồi rất là nhiều móc. Bạn thấy không? Móc áo này lên như này thấy không? Thấy không? Để mình điểm sơ chắc khoảng trên dưới 40 cái móc gì đó mà mình không có biết rõ. Đủ màu là đủ loại hết. Cái này là của loài chim gì, có ai các bạn nào trong đây biết không? Các bạn nào biết là loài chim này là chim gì không? Ưng hay là đại bàng hay là chim gì? Thì trong đây có rất là nhiều cây nữa bạn, thấy không? Này cây này. Cây này là cây cái gì trời? Thấy quen gì? Cây con mui. Ừ cây này ở mình nó kêu bằng cây con mui nè. Thấy không? Bạn thấy không? Còn đây là cái muỗng nữa. Muỗng nữa hả? Bọc nữa nè các bạn. Vỏ kẹo đầy đủ. À đây có luôn cái lon, cái hũ thuốc. Này là con chim gì ta? Các bạn nào biết không? Bây giờ mình sẽ tắt máy, mình lên mạng mình search, mình kiếm thử coi, mình coi coi trên mạng có cái thông tin về cái tổ chim như thế này không nha. Nào. Qua một khoảng thời gian lăn la bò lết trên mạng bạn, lăn la bò lết khoảng 15-20 phút gì đó mình mới tìm ra được cái tổ này là tổ gì bạn. Theo thông tin thì mình có thể tìm được là cái tổ này là có thể là cái tổ quạ, tại khi nãy mình nghe cái tiếng của quạ thì mình chạy qua nhưng mà mình không có phát hiện là cái, mình chỉ thấy con chim đen bay thôi, mình không có dám khẳng định là con quạ. Với lại từ trước tới giờ mình chưa từng thấy tổ quạ bạn. Thì hôm nay là mình nghe mình và mình tìm hiểu trên mạng, mình thấy cái khả năng là đây là tổ quạ rất cao bạn. Rất là cao, đây là tổ quạ, để mình quay lại cho bạn xem. Mình sẽ quay gần lại một quay bên kia lại cho bạn xem kỹ về cái tổ này. Nếu mà ai biết cái tổ gì khác thì comment bên dưới và chia sẻ cùng mọi người biết đây là tổ gì nha. Tổ này rất là lạ nha. Đây nè các bạn thấy không? Nó đương từ rất là nhiều loại cây nè. Đây có cây bà đằng nè, tre nè. Bà đằng tre. Cây này cây ô mui. Cây này cây tràm. Rất là nhiều loại cây và trong đó rất là nhiều móc các bạn. Để đi qua phía kia, quay cho mọi người xem coi. Ở phía kia cái nó có cái gì khác đặc biệt không? Muỗng nhóc chứ gì? Nè. Dưới này có cái muỗng nữa nè. Chẳng lẽ là con chim này nó đem muỗng với lại đồ chơi để dành cho nữa để con cho con nó chơi sao? Đúng không? Nè ba cái đồ muỗng nè. Đó. Rất là nhiều. Còn móc thì thôi, bên đây còn nhiều móc hơn nữa. Dày cây luôn các bạn. Ở phía dưới nè. Phía dưới mình nhìn lên mình thấy cái tổ rất là nhỏ, nhưng mà khi mình lên đây á nè, nó rất là to bạn, bàn tay mình nè. Rất là to, bị ngang chắc khoảng bình. Nếu mà cái đường kính nó khoảng 1 mét. Khoảng 1 mét là tính từ bên đây qua luôn nè. Đó.
nếu mà thật chắc đây là tổ quạ thì nó rất là hiếm, tại miền Nam mình giờ là tổ quạ dường như nó bị tuyệt chủng các bạn. Con quạ rồi bây giờ nó rất là ít rồi đây nè. Đó rồi bên đây có miếng vàng, ý lộn, cái miếng gì mà màu vàng, để nó mới vàng nữa, miếng gì màu vàng đây, à cái miếng gì nè, cái miếng vỏ kẹo sô cô la đây nè, bỏ luôn đi. Rồi mình cầm cái điện thoại trên tay mình quay hơi rung nha bạn, mọi người xem thông cảm nhiều nhé. Thì ở đây chắc có lẽ là 80-90% thì đó là tổ quạ. Mọi người có biết cái tổ nào mà giống như cái con chim nào mà làm tổ giống như vậy thì chia sẻ mọi người biết nha. Mình đợi hồi găm mọi người nha. Thì nói về con quạ thì con quạ thì cái loài quạ nó phân bố hầu như toàn cầu các bạn, ở nơi đâu cũng có quạ, mà quạ thì nó chia rất là nhiều chi, mà có quạ lông đen nè, quạ lông xám nè, rồi quạ lông sọc gì nữa đó, ba bốn loại lận. Nhưng mà quạ thì cái vùng miền Nam mình rất là ít rồi, mình không dám khẳng định đây là 100% là tổ quạ nha. Nhưng mà nếu là quạ thì mình do mình nãy mình có đọc á, mình đọc sơ sơ thì mình cũng biết là quạ thì nó sống theo cặp và nó sống theo bầy đàn, với lại là nó sống với nhau á, và cộng đồng nó rất là chặt chẽ bạn, nó gắn kết nhau rất là chặt chẽ và rất là thông minh. Mọi người xem mấy cái video mà về mấy con quạ này, nó thông minh mức nào á, thậm chí nó có biết nói tiếng người mọi người biết rồi. Còn là quạ thì nó ăn rất là tạp bạn nè, nó ăn hoa quả nè, ăn xác chết nè, nó ăn cá nè, nó ăn các động vật không có sinh sống như là ếch nè, mấy con lưỡng cư được đó, nói chung nó ăn rất là nhiều thứ. Và nó sống quạ nó thích nghi, có một số nơi nó thích nghi với đời sống môi trường ở thành thị, nó sống gắn kết, nói chung là nó sống hòa trộn với con người luôn. Có một số nơi là ở thành thị rồi, những nơi mà có dân cư đông đúc đó mà cái môi trường nó bị thu hẹp. Và cái tổ con này thì nó làm ở trên một cái ngọn cây me bạn. Đây là cây me nè ha, vòng vòng là me trái rất là nhiều, đây là trái me nè đó. Thì mình không biết này, nó làm khá là cao chứ không phải thấp đâu nha bạn. Đây chứng dưới đất cái chắc cái tầng nè, để dưới chắc khoảng mười mấy mét gì đó. Thì cái tổ này thì cái này lấy móc về máu quần áo đỡ, mà nó nhét sao cũng cứ ngắt cái ta, khá là to. Theo mình nghĩ thì cái tổ này có thể nó tương đương với cái tổ chim cắt, khoảng tương đương với tổ chim cắt, tại chim cắt mình có thấy tổ rồi nhưng mà chưa có bắt được trứng, tại vì không phải bắt được trứng mà chưa thấy cái tổ nào có trứng. Tại vì thường cắt với mấy con chim săn mồi khác làm lên ngọn cây rất là cao mà mình muốn leo lên rất là khó. Có phải chăng là những cái móc mà trong khi mà hơi đồ mà khi mà không có đồ mà mắc á, có lẽ nào là con quạ nó ăn cắp không bạn, không ta? Theo mọi người nghĩ có phải là nó lấy từ những vật dụng của mình mà đi làm tổ không? Theo mọi người nghĩ có phải không? Chứ mình thấy ở đây toàn là móc quần áo thôi, rất là nhiều. Thì chắc có lẽ là nó lấy rồi nó về nó tha nó làm tổ nó. Nó tưởng cần những nhành cây với lại mà mấy cái móc này rất là làm. Theo mình thấy là làm rất là gắn chặt luôn bạn. Nó móc cứng ngắc luôn nè. Nãy mà hồi mới xích cái tổ nó mới cong nữa. Để quay gần lại cho bạn xem kỹ lên cái nữa nha. Đây nè. Tổ quạ. Mà mình không dám khẳng định 100% mình nói, nhưng mà theo mình search trên mạng thì mình thấy thì vậy, nhưng mà mình chưa dám khẳng định nha. Tại mình để mình khi mình khẳng định rồi cái mọi người nói ừ cái đó không phải tổ quạ nọ mà nói tào lao bậy gì đó cũng tội nghiệp cho mình. Mà quạ này nó sống, chắc lẽ quạ này nó sống ở gần gũi cái người con người của mình, tại phía đây là dọc theo một con sông, phía bên kia là dân cư không mà nhặt căn cư nhà không mà, chắc lẽ nó qua bển nó ăn cắp những cái móc này mà nó dễ làm tổ nó đó. Theo mọi người nghĩ như thế nào? Theo mình thì mình không dám khẳng định, nhưng mình nghĩ chắc lẽ như vậy. Đây nè, quay gần lại cái nữa nha. Đó, nó làm xoay quanh một cái ngọn cây, nó xoay quanh một cái ngọn cây tròn mà làm mình thấy nó đường cũng rất là cứng nha bạn. Cái này chắc gió không bao giờ vớt nổi đâu, gió không bao giờ vớt được. Này đây nghe, đây dưới rất là xa đó bạn thấy không? Theo giờ mình cho mấy bạn xem sơ cái nữa mình đi xuống mới được, để mình đi về tối rồi, giờ này 4 mấy rồi. Sẵn về hái mớ me về ăn luôn mà. Đây là me nè. Me này giờ mới dán ăn rất là chua nha.
giờ qua qua suốt 15-20 phút mình ngồi trên cây các bạn, cũng nhờ cái tổ chim chim gì vậy? Ô cái tổ quạ quỷ sứ. Thì nhờ tổ quạ mình cũng được thu gặp được nhiêu à, chỉ được nhiêu rồi nè. Hả? Ha. Mẹ mày dán bạn. Mới gì độ chua thì chưa có trái me nào qua trái me dán nổi bạn. Thì mình á, theo mình nghĩ ở đây là tổ quạ. Còn mọi người á thì có ý kiến gì? Có ý kiến gì thì cứ comment dưới nha. Thì để cho mọi người biết hiểu về cái tổ này hơn á, thì mình sẽ theo dõi nó vào vài ngày tới, như sẽ có một clip về cái tổ này nữa. Nhưng mình để xem nó có đẻ trứng hay như thế nào không. Thì mọi người hãy theo dõi mình nhé, nhớ đăng ký để theo dõi những video tiếp theo, cũng như được xem những video mới mỗi ngày nha. Chào mọi người, hẹn mọi người vào những clip tiếp theo nha. Bye.